hoạt động diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa xuân năm 1975, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đây tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo dự kiến, bắt đầu tuyển chọn lực lượng để huấn luyện từ tháng 10 năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện chính quy, đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phối hợp chặt chẽ triển khai chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ từng nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một dịp quan trọng khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa xuân năm 1975, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước, sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an Nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý, uống nước, nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó, biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tích cực lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, huấn luyện bảo đảm động tác trang nghiêm, hùng mạnh, đúng điều lệnh, đáp ứng tốt tính thống nhất, chính quy, tinh gọn, hiện đại, kỷ luật cao của lực lượng vũ trang nhân dân, chuẩn bị kỹ lưỡng các mặt bảo đảm để chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc, khẩn trương hoàn thiện đề án báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai tổ chức thực hiện đề án, đảm bảo chậm nhất từ tháng 12 năm 2024, tất cả các lực lượng bắt đầu tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ cho lễ kỷ niệm.